Hiện tại vẫn chưa rõ lý do tại sao bệnh nhân có thể có kết quả xét nghiệm dương tính lại COVID-19. Hầu hết các chuyên gia nghĩ rằng ít có khả năng bệnh nhân bị tái nhiễm ngay sau khi hồi phục. Các chuyên gia cho biết có thể có các vấn đề với bộ kit xét nghiệm hoặc do sự thay đổi lượng RNA virus trong cơ thể. Căn cứ cho ra kết quả xét nghiệm có thể giải thích tại sao người bệnh dương tính trở lại sau khi đã có kết quả âm tính. Một cuộc điều tra dịch tễ học chuyên sâu đang được tiến hành để tìm ra nguyên nhân. Trong một diễn biến khác, mới đây Hàn Quốc đã ra hạn lệnh giãn cách xã hội thêm 16 ngày, tuy nhiên một số quy định cách ly trong đó lại được nới lỏng. Đây được coi là bước đầu tiên để chuẩn bị cho việc bình thường hóa hoạt động của nền kinh tế. Các lệnh hành chính về tạm dừng hoạt động tôn giáo, giải trí, thể thao trong nhà và học thêm cũng được dỡ bỏ, đồng thời cho phép tổ chức các loại hình thi tuyển dụng, kiểm tra trình độ, nhưng vẫn phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19.